Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Bế mạc hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và văn hóa công sở năm 2024. Cần nhanh chóng di dời bãi rác tạm tại xã Even, huyện Buôn Đôn. Cảnh báo nguy cơ loạn thần do uống rượu. NATO thảo luận cung cấp vũ khí cho Ukraine. Argentina và Mỹ tập trận hải quân chung. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết ngày 31 tháng 5, hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính và văn hóa công sở năm 2024 do công đoàn viên chức tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã bế mạc. Hội thi quy tụ 29 đơn vị với 270 thí sinh tham gia tranh tài qua các phần thi, chào hỏi, kiến thức, thuyết trình và tiểu phẩm. Trong đó phần thi thuyết trình và tiểu phẩm được các đội thi thể hiện năng khiếu, kiến thức và sự sáng tạo với nội dung biểu dương những cách làm hay, đề ra giải pháp hiệu quả để thực hiện việc chuyển đổi số, cải cách hành chính, đề cao xây dựng văn hóa công sở nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Hội thi cũng là dịp giúp đoàn viên, công viên chức, người lao động rèn luyện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiểu biết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền hạn của mình trong thực tiễn, thực thi công việc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã khen thưởng các đội có thành tích cao. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Buôn Đôn được duy trì thường xuyên liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn thường xuyên chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học cao đẳng đạt 68,11%. Trong 5 năm qua, đã kết nạp được 30 đảng viên trong lực lượng thường trực, đạt 107 chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cao hơn so với giai đoạn trước. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội được chú trọng. Giai đoạn 2024-2029, lực lượng vũ trang huyện Buôn Đôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, gắn thi đua với làm tốt công tác khen thưởng, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến. Ngày 31 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Quynh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào Tổ quốc tôi yêu trong 5 năm qua đã có 575 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác 90,1 tỷ đồng cho 2.167 đoàn viên thanh niên vay vốn, trao vốn khởi nghiệp với tổng kinh phí 640 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua đã vận động trao tặng 723 suất quà, 355 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 830 người dân. Xây dựng 32 công trình thanh niên với tổng kinh phí 1 tỷ 765 triệu đồng, tổ chức 10 ngày hội hiến máu thu hút hơn 4.000 lượt thanh niên tham gia. Đại hội đã hiệp thương 23 đại biểu tham dự vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ngày 31 tháng 5, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình tặng quà cho các em thiếu niên nhi đồng của buôn kết nghĩa Liên Cờ Rắc, xã Cà Rồng Nô, huyện Lắk, nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng với nhiều trò chơi, thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng trong buôn tham gia. Tại chương trình, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Đắk Lắk đã trao 170 phần quà tặng các em thiếu niên nhi đồng của buôn Liên Cờ Rắc, mỗi phần trị giá 150.000 đồng. Các hoạt động hướng về các em thiếu nhi buôn kết nghĩa được hai đơn vị duy trì tổ chức thường xuyên nhằm động viên khuyến khích các em thiếu nhi đạt thành tích cao trong học tập. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình liên hoan tặng quà cho con em cán bộ chiến sĩ. Tại buổi liên hoan, các em thiếu nhi được tặng quà, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tham gia trò chơi, đồng thời giao lưu học hỏi cùng bạn bè. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chúc mừng động viên các em thiếu nhi ngày càng chăm ngoan học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy cô, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Thưa quý vị và các bạn, hơn 12 năm qua, bãi rác tạm nằm ngay trong khu dân cư ở xã Even, huyện Buôn Đôn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Bãi rác tạm được hình thành từ năm 2012, nằm lộ thiên ở khu vực thôn 4 xã Eve với diện tích hơn 1 hecta. Ban đầu chỉ là bãi rác trung chuyển nhưng đến nay đã trở thành bãi chứa rác của hầu hết các xã của huyện Buôn Đôn.
12 năm qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng thực trạng ô nhiễm tại bãi rác này vẫn chưa được giải quyết. Trên địa bàn có một cái bãi rác thải tại thôn 4. Thì tình trạng cái bãi rác thải này là hiện nay thì đối với có cái sự ảnh hưởng tác động đến cái môi trường, đặc biệt là đối với mùa khô thì cái gây cháy rồi khói ảnh hưởng đến mùi hôi đối với bà con nhân dân. Chính quyền địa phương đã kiến nghị ủy ban nhân dân huyện cũng như các cấp trong thời gian vừa qua thì ủy ban nhân dân huyện đã cố gắng nỗ lực đã quy hoạch cũng như là thực hiện các bước quy trình để di dời cái bãi rác đến cái khu vực mới tại cái thôn 8 xã E Hoa. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì tiến độ cũng đang từng bước trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Mặc dù công ty chịu trách nhiệm quản lý bãi rác thường xuyên xử lý chôn lấp rác thải, nhưng do số lượng rác thải lớn và phát sinh ngày càng nhiều khiến việc xử lý gặp khó khăn. Do số lượng rác tập kết quá lớn, vào mùa mưa, nước từ bãi rác rỉ ngấm vào nguồn nước ngầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trong lúc đợi quy hoạch bãi rác mới, chính quyền địa phương đã tìm các biện pháp xử lý tạm để hạn chế nhất sự ô nhiễm, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi đã tuyên truyền bà con nhân dân cũng bình tĩnh trong khi chờ đợi cái sự di chuyển của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường làm việc cũng như là kiểm tra thường xuyên, cũng như làm việc với lại chỗ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phương Nam ở đơn vị được giao cái quản lý cũng như là tập kết cái rác thải, xử lý rác thải tại khu vực này. Thì qua đấy khi có tình trạng cháy thì chúng tôi cũng yêu cầu công ty dùng các biện pháp để rồi xử lý, giảm thiểu nhất mức đến mức có thể đối với lại cái ảnh hưởng đến môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất vị trí phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở triển khai dự án bãi chôn lấp chất thải rắn với diện tích khoảng 10,24 ha tại thôn 8 xã E Hoa, huyện Buôn Đôn. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Buôn Đôn, đơn vị đã hoàn thành cung cấp dữ liệu thông tin về quy hoạch bãi rác mới và ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, tiến hành công tác kiểm đếm tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên vẫn còn 4 hộ không chịu phối hợp để tiến hành kiểm kê tài sản. Để đảm bảo tiến độ dự án, đơn vị đang xem xét thực hiện công tác cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc đối với 4 hộ dân không phối hợp theo quy định. Ngoài ra, do kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng rất lớn, trong khi nguồn kinh phí của huyện không đủ để triển khai ngay trong một đợt mà phải kéo dài theo từng năm, nên sẽ thực hiện phương án giải phóng mặt bằng đến đâu làm bãi chôn lấp rác thải đến đó. Thưa quý vị và các bạn, uống rượu thường xuyên không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn dẫn tới tình trạng loạn thần. Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, số bệnh nhân nhập viện bị loạn thần do rượu bia ngày càng gia tăng. Đáng nói, độ tuổi loạn thần ngày càng trẻ hóa. Nhập viện trong tình trạng bị rối loạn tâm thần do uống quá nhiều rượu, nên ông Hoàng Phú Huyền, sinh năm 1966, ở xã E Ngai, huyện Krông Búc, lơ mơ lúc nhớ lúc quên về những chuyện đã xảy ra trước đó. Người nhà cho hay, ông Huyền nghiện rượu gần 30 năm nay, ngày nào cũng phải uống rượu, thậm chí có ngày uống cả lít rượu. Cách đây gần 10 ngày, ông Huyền có dấu hiệu sảng rượu, mất kiểm soát hành vi, thường xuyên có tình trạng ảo giác, hoang tưởng nên gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị. Ý là chú là nghiện rượu cách đây 30 năm rồi, nhưng mà đôi khi cái lúc mà bị thì là ảo giác là coi như là mình có khi là không phải là người thân nữa. Chẳng hạn ông ảo giác là mình là một cái con gì chẳng hạn thế, là ông đánh ông đập, ông ảo giác là cứ ra kia là một là người, có khi mình cứ nghĩ là ma hay là trộm, nó kia là cứ cây gậy đuổi, ảo giác ấy, nghĩ đấy là không làm chủ được mình nữa. Là bác sĩ sinh năm 1980 ở thị xã Buôn Hồ, nhưng bệnh nhân này có thâm niên uống rượu hơn chục năm nay. Thời gian gần đây bệnh nhân chỉ uống rượu chứ không ăn, không ngủ, đầu óc luôn trong tình trạng ảo giác nên gia đình cho nhập viện điều trị. Đợt vừa rồi là hôm nay hạn hán mất mùa, rồi anh em sầu riêng nó rụng hết rồi, buồn thì anh em thì cũng uống 2 ngày liền thứ bảy thứ nhật thì đi nhiều đám chia buồn nhau thì uống hơi nhiều, thì bữa đó hình như là ngộ độc rượu đó. Theo thông tin từ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 170 trường hợp bị loạn thần do rượu. Đáng nói, độ tuổi loạn thần ngày càng trẻ hóa, đa phần bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng rượu với các biểu hiện như mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới. Thậm chí không ít trường hợp bị trầm cảm nặng, có những hành vi bộc phát tự sát.
muốn đề phòng được cái bệnh rối loạn tâm thần do rượu ấy thì không riêng gì mà bệnh nhân, mà góc độ gia đình cũng quan trọng. Thường thường là những bệnh nhân đã có những cái ý tưởng mà hay uống rượu, hay là có những cái thường thường người ta là tư tưởng uống rượu nó nhiều, rượu bia nó nhiều, xong sẽ bỏ bê công việc, thì góc độ gia đình phải là chủ đạo, xong là xã hội nữa. Lạm dụng rượu gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do vậy, mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh bằng cách sử dụng rượu bia một cách an toàn.